À, chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Hôm nay là tối ngày chủ nhật anh em, ngày 12 tháng 2 2023 ha. Chúc anh em có một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. Thì như anh em biết ngày nay mình đi miền Tây ha, và mình giao pin cho các chú. Thì chiều giờ về mình gói hàng. Thì bây giờ mình gói tới những cái đèn này, mình cảm thấy nó quá ok đi. Dành khoảng 15 phút để review cho anh em cặn kẽ về những cái mặt hàng quá hot, quá chất lượng này nhung. Còn những cái nào mà mình đã giới thiệu trong những ngày qua rồi thì mình xin phép gói, test và không có quay. Mình chỉ quay những cái đèn mà bữa giờ không có quay. Ví dụ như cái này nè, rất là hot, rất là chất lượng, nhưng mà bữa giờ làm như là không có video cái này luôn. Thì đây là JD100W nha anh em. JD100W nè, 8000L của Zindian chính hãng, đầy đủ giấy tờ nha. Anh em mua bên mình là anh em an tâm, hàng là của Zindian, hàng là của MK. Anh em mà chứng thực được đó là hàng giả thì tới đây mình đền gấp 100 lần cái sản phẩm mình bán ra nha anh em. Đó, thì cái JD100W này á, nó có tấm pin khá to. Tấm pin là 35W nè, 35W. Đấy. Thì nhiều anh em nói 35W là như thế nào? 35W là gì? Tại vì mọi người không có quen cái tên gọi công suất tấm pin. Mọi người chỉ quen nhìn tấm pin nó xịn hay không dựa vào độ lớn. Cho nên mình cũng đo luôn nha. Chiều dài là 5 tấc 85. Chiều ngang là 3 tấc 6 nha. 3 tấc 6 nhân 5 tấc 85. Tấm pin 35W nha anh em. Sợi dây dài 5 mét. Còn cái đèn chiều ngang là 3 tấc 3. À, chiều dài 3 tấc 3 chứ. Chiều ngang là 2 tấc 85. Đó, thì đây là JD100W chính hãng, loại 1, thân là bằng nhôm nha. Ngoài sau có đúc chữ JD đồ rõ ràng ha. Ở trên có dập chìm chữ JD Zinian. Đó, sơn tĩnh điện ha. Anh em nhìn đen thui lùi tưởng nó mũ phải không? Phải đâu nha. Bằng nhôm nhưng mà sơn tĩnh điện, nó khéo đến mức mà anh em nhìn tưởng nó nhựa luôn á. Đó, thì ở trong đây có bộ pin lưu trữ là 25A. Và nó có thể là 250 mấy con SMD 5730 nha, 252 hay là 256, nó chỉ hai số đó anh em. Mình lẫn lộn giữa các loại đèn với nhau. Đó. Mọi người có thể ngừng video và đếm giúp em cũng được luôn ha. Đó, 200 mấy 50 mấy con SMD 5730. Và đèn này rất là sáng ha. Thì cái này với cái đó là một cặp JD100W. Giá JD100W là 1.020.000 nha anh em. Mình mua lẻ phí vận chuyển khoảng từ 40 đến 50 ngàn. Còn mua một cặp về thì phí vận chuyển cặp này thì khoảng 75-70 ngàn anh em. Đó, để mình gửi cho cái cặp này, mình gửi cho anh Thương ở Vị Thủy Hậu Giang nha. Vị Thủy Hậu Giang. Thì hình như là anh Thương đúng rồi, anh Thương là khách cũ luôn. Anh đã mua hàng bên mình rồi. Bây giờ anh đã mua hàng cái JD500, JD300 gì lớn lắm. Bữa nay anh quay lại anh chơi anh cặp 100 nè. Đó, thì anh em an tâm đi, mua hàng loại 1 này thì cứ gọi là an tâm và chuẩn bị trả tiền thôi, chứ còn chất lượng thì khỏi phải bàn nha. Bây giờ thì mình rút đại một cái ra và mình bấm on. Đó, bấm bên đây nó cháy luôn. Ở đây có nhiều đèn ở đây quá cho nên là người ta bấm nó hơi khó nha mọi người. Đấy, thì ở đây là ánh sáng nè. Ha, mình có thể review ánh sáng cho anh em thấy về JD100W loại 1. Chất lượng thì anh em khỏi phải bận tâm nhiều nha. Đấy. Đèn là sáng trưng ha, mình nói thiệt với mọi người là đèn sáng trưng luôn. Ta có thể bắt sâu ban đêm luôn nè. Ha. Đây. Đó. Quay một khúc thôi là anh em cũng có thể biết được đây. Đèn JD100W ha. Cầm rất là nặng tay nha mọi người. Lý do là thân nhôm với bộ pin lưu trữ cũng khá lớn. Cho nên là hai cái thứ đó khá nặng nha. Nặng tay. Đi kèm với đèn thì phụ kiện ốc vít đầy đủ. Đó. Mình nhắc lại với anh em á là 1.020.000 một bộ. Nếu anh em mua một bộ thì phí ship khoảng 40 đến 50 ngàn ha. Đấy, JD100W chuẩn chỉ loại 1 của Zinian. Bạn đam mê hãy liên hệ mình nha. Trong nhà mình còn hiện tại còn đúng hai thùng loại này. Đó, thì mình bán nói chung là mình bán lai rai rai hồi nãy mình mới vô mình kiểm lại thì mình còn hai thùng. Kiểm lại đây chi mọi người, tuần tới mình dự định có một chuyến hàng về rất lớn cho nên phải thống kê lại từng mặt hàng còn nhiều ít ha để biết đường mà lấy hàng mới anh em. Đấy. Thì đó là cái JD100 ha, một cặp này mình gửi cho anh Thương ở Vị Thủy Hậu Giang ha. Cảm ơn anh Thương rất là nhiều. Bữa nay anh quay lại với hai cái luôn.
Lần trước hình như anh mua JD nhưng mà lớn hơn, nhưng mà anh mua một cái à. Đó thì tiếp theo là cái đèn bất hủ này. Thì mình bữa nay thông báo với anh em một cái tin vui là giám đốc của công ty MK đó mình liên hệ rồi. Cái này á, là mình còn hôm bữa anh báo với anh em còn không mấy bộ, nhưng mà cách đây 2 ngày rồi thì bây giờ nó còn dưới 10 bộ. 7 hay 8 bộ thì mình không thống kê rõ, nhưng hồi nãy mình đếm sỏm sỏm á là nó dưới 10 bộ. Thì cái đèn này mà để nó dưới 10 bộ là nó mất an toàn rồi mọi người, tại vì cái đèn này một ngày anh em mua còn 5 7 cái á. Cho nên là dưới 10 bộ là mất an toàn. Cho nên là mình liên hệ giám đốc rồi, chiều giờ có nhắn rồi. Và ông giám đốc á, ông nói á, là thôi bây giờ đúng ra cái này thị trường thì người ta bán 1 triệu 6 triệu 7 đó, nhưng mà thôi ha, kênh miền Tây Solar thì bán lên YouTube cũng một phần là quảng cáo rất là thuyết phục, quảng cáo rất là lớn cho công ty MK. Cho nên là ông giám đốc ổng tiếp tục ổng chấp nhận mình xin khuyến mãi cái này với giá 1 triệu 3 nữa, và ổng đồng ý nha nè, ổng đồng ý nha. Đó, và ổng cấp cho mình một xe tải nữa ha. Thì cái xe tải đó là vào chiều ngày mai, là chiều thứ hai sẽ đến nhà mình với 68400 một xe tải. Rồi anh em nào mua thì nhanh, chứ sau chuyến xe đó thì còn khuyến mãi được hay không mình cũng không hứa luôn nha. Chuyến xe đó thì nó cũng có khoảng hơn 100 cái đèn đó. Anh em nào đam mê thì cứ liên hệ cái 68400 này, giá 1 triệu 3, phí vận chuyển 60.000, hàng chất lượng ngon lành, bảo đảm với anh em. Rất là nhiều anh em đã mua cái này về xài và cho lời khen rất là thuyết phục luôn. Thì cái đó là lời khen của anh em chứ không phải là của mình nha, mình chỉ trích lại thôi. Chứ cái này là mình đã khen từ lúc đầu rồi. Lúc cái lúc mà mình đem về mình khuyến mãi là mình đã khen rồi. Nhưng mà anh em mua về rồi anh em khen chưa có ai chê cái này hết. Giá 1 triệu 3, phí vận chuyển 60 ngàn ha. Vận chuyển toàn quốc luôn. Cấu hình nó như thế này. Cái tấm pin nó là tấm pin 40W, mà tấm pin 40W loại lớn nha anh em. Đó, 40W có hai loại, tấm nhỏ và tấm lớn. Tấm này là tấm lớn. Bộ pin lưu trữ này là nó có 8 cell 32650 nha. Tới 8 cell 864 18A luôn mọi người, 162 con led cao áp. Mỗi led cao áp được trang bị cầu lồi, thân hình là bằng nhôm nguyên khối. Đó, đèn ống trúm ray phụ kiện mình để ống đóng kìa anh em thấy không? Đó, bịch bịch ốc vít thôi là thấy là đủ đủ phiêu rồi. Đây nè, bịch ốc vít nè. Một nạm luôn nè anh em. Nè. Rồi ở đây còn bịch nữa nè mọi người. Thấy không? Đó, ray sắt rồi đầy đủ. Đó. Đó, em khuyến mãi 1 triệu 3 nha. Cái này thì mình gửi cho anh Phước ở ở Đức Hòa, Long An nha. Anh Phước cũng là mối luôn, khách cũ luôn. Bữa nay anh quay lại anh ủng hộ cái đèn gọi là kinh điển bên mình ha. Thì hôm bữa giờ mình bán cái này trong vòng chỉ một tháng nay thôi mà doanh số cái này lên hàng mấy trăm cái rồi mọi người. Đó, anh em mua cái này khá là nhiều, đặc biệt là mấy anh đi công trình, mấy ảnh đúc đúc đít xe 4 chỗ rồi xe 7 chỗ vô nhà mình chở luôn anh em. Tại vì đi công trình á, đến đây mua thì sẽ không có tốn phí vận chuyển, anh em chỉ tốn có 1 triệu ba cái đèn này thôi, anh em lắp công trình ha. Và người ta công trình người ta hỏi cái này nhiêu cái, anh em cứ nói 1 triệu bảy nha, đừng nói 1 triệu ba nha mọi người. Đó, tại vì cái đèn này cái giá trị thực của nó là 1 triệu bảy nha. Đó, thì thôi tới đây mình xin kết thúc video. Đam mê thì hãy liên hệ mình. Thì để nói cho lời kết video thì mình sẽ review lại ánh sáng của cái 68400 cho bà con xem nha. Thì cái này á, là hôm bữa giờ không phải là bàn chải mà lắp ngoài đường hoài luôn anh em, mà cái này á, là rất là nhiều người người ta lắp ở ở ở ở trong nhà nha, lắp ở trong nhà. Và khoảng 2 tiếng đồng hồ trước anh tỷ ở Thốt Nốt Cần Thơ, ảnh có review về hai cái đèn ảnh mua bên mình đó, về lắp trong nhà hết, ảnh đã lắp hai cái trong nhà hết sáng trưng, và ảnh cảm thấy rất là hài lòng và ảnh có lời khen rất là to lớn cho cái đèn này luôn á mọi người. Đó, cách đây 2 tiếng mình có đọc tin nhắn của anh tỷ ở Thốt Nốt Cần Thơ ha, ở là khu vực Long Thạnh đó nè. Đó, thì ảnh mua hàng, ảnh với anh Tâm là hai khách mua hàng thường xuyên, và ảnh mua những cái đèn mà mình ưng ý, mình khen là mấy ảnh mua về ủng hộ. Đó, một phần là ủng hộ về cái đèn khuyến mãi, hai nữa là trải nghiệm cái chất lượng của nó, và ảnh cho cái lời khen rất là tốt về cái đèn này ha. Ảnh cảm thấy rất là vừa ý luôn, mà ảnh treo trong nhà nha mọi người chứ không phải treo ở ngoài ha. Đó, trong nhà ở ngoài sân gì đều được, tùy chúng ta thiết kế thôi anh em. Có người đem cái này ốp trần luôn á. À, khoét cái la phong một lỗ hình chữ nhật và để cái đèn này úp lên đó, rất là hay ha. Thôi mình xin chào các anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau. Đam mê thì hãy liên hệ mình nha, hàng hóa mình còn để bán cho anh em rất là đầy đủ luôn nha anh em. Bây giờ chỉ có đèn búp là mình hết hàng thôi, với MK 200 nữa, chứ MK 200 hết hàng mà bây giờ không có hàng để lấy. Đó, đó là hai loại hết hàng mà không có hàng để lấy, còn một loại thứ ba nữa là MK 75.
Thì nếu mà chừng nào mình có hàng mấy cái loại đó, mình sẽ đăng video giới thiệu cho anh em nhé. Thôi xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những video lần sau ha.